Hello mọi người, giờ bữa nay mình có cục thịt bò. Mình mua cục thịt bò này về cái mình chiên lúc lắc nha. Giờ mình ăn thêm kèm với rau. Đây mình cắt ra nha. Đây thịt bò mình đã sắc xong cả nhà. Bây giờ mình cho gia vị với mình ớt nha. Cái này là đồ gia vị nêm thịt bò nè. Mình mua bạn mình mua trong Costco đó. Mình cho vô đây 2 muỗng thì cũng cỡ 2 muỗng. Này có gì mặn rồi nghe cả nhà. Đây là dầu hào. Mình cho vô 3 muỗng. Còn tỏi mình đã xay sẵn, mình bỏ trong keo gì nè, mình cho vô 2 muỗng, mình cho nó thơm á. Tiêu mình cho 1 muỗng tiêu. Và ớt bột của Hàn Quốc luôn cả nhà. Muỗng ớt hoặc bột Hàn Quốc. Còn này đường 2 muỗng đường. Về cho miếng hạt nêm nha, 1 muỗng hạt nêm. Rồi mình sẽ trộn lại. Cái gia vị này là mình mua trong Costco nè, nêm nó ngon lắm. Để dành nêm thịt đó. Và cho 1 miếng muỗng nước tương. Rồi mình chiên lúc lắc lên. Mình cho đợi đây cũng cỡ 10 phút mình hả chiên nha cả nhà. Mình cho nó thấm vô gia vị á. Rồi mình đi sắc củ hành với hành lá đi. Rồi mình bỏ nó đây đi. Đó, ngon quá cả nhà ơi. Đây bây giờ chảo mình nó đã nóng nha cả nhà. Mình để dầu vô nãy giờ nó nóng rồi, mình giờ cho tỏi vô. Lên là thì thơm đắp tỏi ra con tỏi ra chén nè ăn đi đi đắp tỏi ra mà không chi ta mình cho tỏi mình nó phi vàng lên cái mình cho củ hành vô cho nó thơm theo đây nó có bệnh. Đây mình xào thịt bò mình cũng cần thiết mà tỏi mình nó vàng quá thôi nha, vừa vàng tới được không. Mình ớt một tô gì nè, rồi ai ăn thì xào chứ đừng có xào lần một, xong lần một nó không được ngon. Cái này mình làm được 2 dĩa nè. Xào bò lúc lắc mình ăn với cơm ngon lắm cả nhà ơi. Đây thịt bò cũng đã săn vậy nè. Chính là của mình ăn. Mình cho hành vô. Mình chọn qua chọn lại cái nữa là xong. Thank you.
lúc thì thấy lấp lấp thì thấy lấp, ngon quá cả nhà. Rồi mình sẽ chế cơm mình ăn thôi. Mình cho thêm cái mì vô, mình ăn mình làm canh nha. Ngon dạ. Rồi, mình bị thưởng thức thôi. Hello cả nhà. Bữa nay mình ăn thịt bò steak thôi cả nhà ơi. Ăn đơn giản. Chiên steak ấy. Thịt bò này á, mình mua cục thịt bò bự vậy đó, có mười mấy đồng mà. Rồi bây giờ mình chỉ chiên mình ăn thôi. Lăn. Rồi ăn thêm tỏi nè. Tỏi mình muối nhà nè cả nhà. Ngon chưa? Ăn cùng với cơm nó ngon lắm. Bây giờ mà cả nhà ăn cơm với Quý nha. Lâu quá không ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Chén muối ớt, muối tiêu chứ không phải là muối ớt. Ngon rồi. Ngon quá à. Chị ngon quá chứ gì. Mời cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Ăn miếng thịt bò coi. Ngon hơn. Cái này mình chiên á, nó vừa chín tới á, nó mềm cái miếng thịt lắm cả nhà. Đừng chiên cho dính quá. Chín quá nó cứ ngắt cục thịt bò mình nhé. Wow, ngon, vừa ăn cái sợ. Thịt bò mà ăn cơm còn gì bằng. Ở đây á, mình sáng nào cũng làm đồ ăn, ăn rồi đang đi cả nhà đi bơi. Đi bơi kiếm công việc. Ngày nào cũng vậy hết. Nhà mà mình làm gì á, ăn cũng gọn nữa cả nhà. Mà nó tiện. Năm cầu kỳ. Ngon hết gì. Ngon. Ở đây thì mỗi một lần
đi chợ cả nhà mình ăn cũng cỡ cả tuần vậy đó. Mình mua cá mua mắm gì mình thảy trong tủ lạnh mình ăn, còn rau á tại vì quý làm ngoài chợ, còn rau này là mình mua ngày hai ngày mình mua lần, nó cũng dễ ăn. Nó không có xa chợ. Có làm mà có ăn hết cả nhà. Nhưng mà mình nghĩ ở đâu cũng vậy, ai cũng vậy. Ngon mà ăn dữ gì. Nó không ăn nhiệt tình với em cũng được thôi, cho chết à. Ngon. Mình muối đó tỏi bữa nay nó ngọt nó vừa ăn với sợ. Có thêm gói mì nữa, gói mì nè mình để là mình hấp súp. Mì này mì trứng đó cả nhà, mì khoai ta, mì con heo Nhật. Hả, của Nhật hả, ăn chỉ chưa biết có mì của ai nữa cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn mì nè. Ăn thêm cái mì á cho nó có súp ngon cả nhà. Rồi đem rửa lại. Cái này mình ngâm á chắc cũng cỡ 2 tuần rồi đó cả nhà, ngon ghê luôn á. Mời cả nhà uống nước cam nè. Thôi giờ video của Quý đã tới đây đã kết thúc cả nhà ơi. Cả nhà nhớ like và share, subscribe cho Quý nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.
Bye bye. Bye bye.